doanh không? Đây là tiêu chí hàng đầu để bạn có một nhiệt huyết ra kinh doanh máu lửa. Bởi vì đam mê mang lại cho bạn 5 cái lợi ích sau. Một, đam mê giúp cho bạn có cái sự tập trung và cái sự cam kết đi đến cùng vấn đề. Thì thứ hai là đam mê giúp cho bạn có nguồn năng lượng nó vô tận mà bạn không bao giờ tưởng tượng được. Cái ba, đam mê giúp cho bạn như thế nào? Bán hàng dễ dàng hơn, người khác yêu quý bạn hơn, họ dễ như đưa tiền cho mình hơn. Cái thứ tư, đam mê giúp cho bạn có sức mạnh mà đeo đuổi những thứ là tưởng chừng như người khác bỏ cuộc hết mà bạn vẫn cứ làm đi đến cùng. Và cái thứ năm, bạn sẵn sàng đòi hỏi cái tiêu chuẩn cao hơn, khác nhau hơn để đạt đến đỉnh bạn mới chịu. Làm sao để bạn khám phá bản thân mình? Khi biết mình đam mê cái gì giúp cho bạn đi đến cùng vấn đề đó. Vấn đề đó là làm sao để khám phá. Mình chỉ cho bạn 4 cái câu hỏi để bạn tự vỡ ra chính mình đam mê cái gì. Câu hỏi thứ nhất, bạn phải tự hỏi mình là: mình thực sự đam mê gì? Mình thực sự yêu thích điều gì nhất? Câu hỏi thứ hai, nếu bạn thực sự làm việc không vì tiền thì bạn đang dành thời gian để đang làm cái việc gì? Câu hỏi thứ ba, bình thường thời gian rảnh rỗi bạn dành quỹ thời gian đó nhiều nhất cho vấn đề gì? Và câu hỏi thứ tư là cái công việc gì á mà bạn làm hoài mà không thấy chán, càng làm càng mê, càng thích để làm nó thì càng sáng tạo, đó là công việc gì? Trả lời những câu hỏi này sẽ giúp cho bạn khám phá niềm đam mê của mình nhé. Bạn nên nhớ, cái gì càng nghiện thì càng lên đồ.